Today we learn Peter's lesson 33, unit 8, films. And today I will introduce with you vocabulary and pronunciation structure about the topic film. Ở trong mỗi cái unit chúng ta sẽ được học, đó thứ nhất là từ vựng, thứ hai là phần phát âm, và thứ ba là ngữ pháp, và thứ tư là bài kiểm tra tổng hợp. Luôn luôn là có như vậy. Thì trong unit 8 chúng ta cũng, cũng học như thế. Và khóa học thì chúng ta sẽ biết được các từ vựng liên quan đến chủ đề, các cái cấu trúc trong chủ đề đó và bài tập luyện tập của chủ đề. Now you write the title. When you finish, raise your hand, please. Now the first I introduce with you some vocabulary related to our topic. There are 38 new words. Now, on class, you lower the hand and write down on the new word in your notebook quickly. Lower your hand. Quyết thuyền lắm. Lower your hand, please. Quang đắng. Quyết. When you finish writing the new word, raise your hand. Film, film. Ta chú ý cái từ này. Nếu một số bạn là đọc là phim, phim là sai. Phim gì mất, nó mất cái chữ cái lơ đóng rồi. Mất chữ cái lơ đó khi phiên âm ra là Đấy. Nên ở đây ta đọc ổn một tí. Phim, phim. Tire phim, tire phim. Comedy, comedy. Ta chú ý cho cô cái những cái từ tiếng Anh nào mà ở cái chữ cái o này này mà nó phiên âm thành o thì nó có hai cách phiên âm. Tiếng Anh thì người ta phiên âm thành o o ngắn, nhưng sang tiếng Anh Mỹ thì người ta lại phiên âm thành a dài. Ví dụ như từ nọng của chúng ta ấy, cái từ nọng là trước trước đây ta học tiếng người ta chỉ học tiếng Anh á thì người ta chỉ đọc là hot hot. Nhưng bây giờ tiếng Anh Mỹ rất là phổ biến, đặc biệt là trong sách mới của chúng ta. Thì cái chữ O này mà theo tiếng Anh Mỹ thì người ta lấy phiên âm thanh A dài, thành là hot, hot. Thế là nhiều bạn cứ nghe quen là hot, it is hot. Mà bây giờ nghe it is hot là không không nghe nổi ra được từ đó từ nọng. Nên ta chú ý, cứ khi nào ta nghe được cái âm nào mà có O, O ngắn thì tương đương như vậy sang tiếng Anh Mỹ người ta phiên âm cả A dài. Nên ở đây vậy, ta có thể đọc là comedy hoặc là comedy, comedy. Nếu đọc comedy thì o nó ngắn hơn, còn comedy a nó kéo dài hơn. Vậy trong bài này thì có này, một này, comedy, rồi là documentary, rồi từ nào nữa hành, từ shocking, shocking hoặc là shocking. Đấy, có ba từ như vậy, vừa phiên âm thanh o, vừa phiên âm thanh a dài. Now, repeat again. Comedy, comedy, documentary, 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 fantasy, fantasy, horror film, cartoon, cartoon, science fiction. Ta chú ý, nếu khi chúng ta đọc tách hai từ nhé, nếu chỉ có cái từ science, thì cơ é này ta phải đọc rõ âm đuôi, science, 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 rồi đến fiction, fiction. Nhưng khi đọc hai từ sát nhau thì cái âm đuôi này chúng ta có chúng ta được bỏ lụt nó đi. Ta sẽ đọc là science fiction. Chứ nếu mà các bạn mà cứ đọc là science fiction thì cực kỳ là khó. Đó, rất là khó. Nên là khi trong cái giao tiếp á là ta thấy nhiều từ có âm đuôi mà nó đọc sát với từ khác trong cái danh từ kép hoặc là động từ kép ấy thì hoặc trong một cái cụm từ ấy, là người ta cho quyền có quyền lụt cái âm đuôi này để mà đọc sang từ khác cho nó dễ, thì ta cùng chú ý khi nghe ta cùng chú ý đoạn đó. Nên là nếu đọc bình thường là science fiction nhưng mà đọc nổi từ này sẽ là science fiction thì dễ hơn đúng không? Confusing, 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 dull, dull. Riêng cái từ dull và từ boring nói về xét về nghĩa thì ta có thể cho nó là đồng nghĩa được. Sau này tìm từ đồng nghĩa, người ta thường gạch ở từ dull và chúng ta tìm lại được thành
bằng nghĩa tương đương nghĩa của nó là boring, hoặc là người ta gạch vào boring thì ta sẽ tìm được từ nghĩa tương đương là dull. Đấy. Funny, funny, enjoyable, enjoyable. Interesting, interesting. Frightening, frightening. Scary, scary. Violent, violent. Gripping, gripping. Moving, moving. Shocking, shocking. Shocking, shocking. Sin, sin. Mercy, mercy. Poster, poster. Review, review. Content, content. À, cái từ này nữa. Từ này ta vừa phát âm o hoặc là a dài. Content, content. Survey, survey. Survey. Audience, audience. Series, series. Series. Wizard, wizard. Director. Cái từ số 31 có hai cách phát âm của cái âm đầu tiên. Hoặc cái âm ý này ta có thể chữ cái ý này có thể phát âm thành ơ hoặc là ai. Ta có phát nếu phát âm thành ơ sẽ là director, director. Còn tiếng Anh Mỹ phát âm ai là director, director. Actor, actor, actress, actor. Star, star. Amateur, amateur. À, cái từ số 35 ấm cuối cùng có hai cách phát âm. Ở đây có thể phát âm t hoặc phát âm ch. Amateur, amateur. Hoặc tiếng Anh Mỹ sẽ là amateur, amateur. Role, role. Leading role, leading role. Acting, acting. Now repeat up to me again. Acting, acting. Leading role, leading role. Role, role. Amateur, amateur. Star, star. Actor, actress. Actor, actor. Director, director. Director. Wizard, wizard. Series, series. Audience, audience. Survey, survey. Content, content. Content. Review, review. Poster, poster. Mercy, mercy. Scene, scene. Shocking, shocking. Moving, moving. Gripping, gripping. Violent, violent. Scary, scary. Frightening, frightening. Interesting, interesting. Enjoyable, enjoyable. Funny, funny. Boring, boring. Dull, dull. Confusing, confusing. Science fiction, science fiction. Cartoon, cartoon. Horror film, horror film. Fantasy, fantasy. Documentary, documentary. Comedy, comedy. Tire film, tire film. Film. Repeat after me one more time. Film, film. Tire film, tire film. Comedy, comedy. Documentary, documentary. Fantasy, fantasy. Horror film, horror film. Cartoon, cartoon. Science fiction, science fiction. Confusing, confusing. Dull, dull. Boring, boring. Funny, funny. Enjoyable, enjoyable. Interesting, interesting. Frightening, frightening. Scary, scary. Violent, violent. Gripping, gripping. Moving, moving. Shocking, shocking. Scene, scene. Mercy, mercy. Poster, poster. Review, review. Content, content. Survey, survey, survey. Audience, audience. Series, series. Wizard, wizard. Director, director. Actor, actor. Actress, actress. Star, star.
Amateur, amateur. Role, role. Leading role, acting, acting. Now to read by yourself, which word you can read, tell me please. You write the number into the chat box. Bây giờ mời các bạn luyện đọc từ số 1 đến số cuối cùng. Từ nào không đọc được thì chúng ta ghi số vào hộp chat để cô hỗ trợ. Number 10, door, door, door. Number 15, frightening, frightening. Number 9, confusing, confusing, confusing. Number 8, science fiction, science fiction, science fiction. Number 28, audience, audience, audience. Number 21, scene, scene, scene. Number 15, frightening, frightening, frightening. Number 23, mossy, mossy, mossy. Number 35, 35, amateur, amateur, amateur. Cái mật từ mà có hai cách đọc thì ta thấy cách nào thuận tiện cho ta nhất, ta cứ đọc cách đó. Còn khi nghe thì ta phải cố gắng nghe được cả hai để người ta đọc cách nào ta hiểu được. Amateur, amateur. 26, content, 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 content. 31, director, 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 director. Number 1, film, film, film. 32, actor, actor. 25, review, review. 33, actress, actress, actress. Thirty-nine, no, no 39. Số 39 mà có em. Hỏi rơ rơ. À, số 30. Wizard, wizard, wizard. 50. Frightening, frightening, frightening. 28. Audience, audience, audience. 50. Frightening, frightening, frightening. 23. Mossy, mossy, mossy. Thirty, wizard, wizard, wizard. And who can read the new word you say why in the chat box? Okay. Huyền Trang, can you read? Film, child film, comedy, documentary, fantasy, horror film, cartoon, science fiction, confusing, dull, boring, funny, enjoyable, interesting, frightening, scary, violent, gripping, moving, shocking, strange, mercy, poster, review, content, survey, audience, series, wizard, director, actor, actress, star, Amateur, amateur, amateur,
Amateur, amateur. Role, leading role, acting. Okay, quite good. Number 7, number 8, and sorry, number 9, 26, 30, and 32. You should read again. Number 7, not cartoon. Cartoon, cartoon. Ta chú ý về trọng âm. Cartoon, cartoon. Rồi, number 9. Confusing, confusing, confusing. Vậy từ nãy những cái từ mà hai âm tiết trở lên là ta nghe có đọc đồng thời ta phải biết cách đánh trọng âm để chúng ta đọc cho nó chuẩn. Confusing, confusing. 26. Content. Cái từ này rất nhiều người đọc sai này, kể cả giáo viên. Từ này rất nhiều bạn đọc là rất nhiều người đọc là content, không phải content, đấy là danh từ mà. Trọng âm nó rơi vào âm tiết 1 đó. Nên là ta đọc là content, content, content. Content, okay, content. And 30, not with that, wizard, wizard. Cùng chú ý trong âm âm tiết 1 rồi nên là phải đọc là wizard, wizard, chứ không phải là with that đâu. Rồi, 32, actor, actor, không phải actor, 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 okay. Now, continue, who can read, you say why in the chat box for me. Hi, Andrew, please. Film, type of films, comedy, documentary, fantasy, horror film, cartoons, science fiction, confusing, dull, boring, funny, enjoyable, interesting, frightening, violent, scary, gripping, moving, shocking, scene. Massy, poster, review, content, survey, audience, series, widget, director, actor, actress, stars, amateur, roles, leading roles, acting. Okay, good job. Now, number 20. Not soaking, not old, oh, or ah, sucking, hoặc là shock, shocking, shocking, or shocking, not shocking. Quen shock, không phải shock đâu. Shock, or shock. 26. 26 thì em đọc đúng rồi, nhưng mà cái dòng của em, phát âm thì đúng rồi, nhưng cái dòng của em thì lệch trọng âm có vẻ âm tiết hai. Content, à, content, content, đúng không phải? Có lẽ phải là content, content, ngang nguyên chứ đúng không? Content. Rồi, 34. Em đọc cái từ này giống từ bắt đầu ạ. À? Phải đọc là star, star, a, a, star. Đấy. Quang đăng please. Film, type of film, comedy, documentary, fantasy, horror film, cartoon, science fiction, confusing, dull, boring, funny, enjoyable, interesting, frightening, scary, violent, gripping, moving, shocking, scenes, mercy, poster, review, content, survey, audience, series, widget, director, actor, actress, star, amateur, role, leading role, acting. Okay, good job. Number 4. Number 4, you should read again. Number 4 ở đây trong chủ yếu trong âm. Documentary, documentary, documentary. Chứ không phải document đâu. Nếu mà không có tari đằng sau ấy, chỉ gọi là tài liệu ấy, thì ta phải đọc là document, document. Nhưng mà thêm tari rồi thì trọng âm nó thì bị thay đổi, nên ta phải đọc là documentary, documentary. Okay. Number 7. Em đọc thì phát âm đúng rồi, cartoon đúng rồi, nhưng mà trọng âm em này chưa đúng. Cartoon, chứ không phải cartoon. Cartoon, cartoon, cartoon. Okay. Number 10. Not do, dar, dar, dar. And 31, not directory, not director,
Director, director or director, director, director. Other. Nguyễn Huyên, please. The picture, film, tie-up film, comedy, documentary, fantasy, horror film, cartoon, science fiction, confusing, dark, boring, funny, enjoyable, interesting, frightening, scary, violent, gripping, moving, shocking, scene, mercy, poster, review, content, survey, audience, series, wizard, director, actor, actress, star, amateur, role, leading role, acting. Ok, excellent, good job. Đấy, xuất sắc. Không có một cái trọng âm nào sai mà cũng có một cái phát âm nào sai cả. Hoàn hảo. Đó. Vậy là nghe hết những cái lời của giảng. Nó đã đọc rất là chuẩn. Đến về nhà thì tất cả chúng ta sẽ đừng có tùy tiện đọc. Cái nào không nhớ thì một là chúng ta mở cái Oxford Dictionary ra để check. Hai nữa nhanh nhất thì chúng ta mở ngay cái video này ra. Chúng ta nghe cô đọc. Rồi chúng ta đọc theo. Để khi nào thấy ổn thì khi đó chúng ta mới quay video và đọc. Chứ đừng có để bẻ từ của họ đi. Được từ nào chúng ta nhặt nhạnh thì chúng ta cố gắng phát âm cho chuẩn từ đó. Đấy nhá. Vậy hôm nay có 38 từ thì đừng có để bất kỳ từ nào được học mà để sai cả. Từ trọng âm cho đến phát âm. Mà muộn như vậy là chúng ta phải luyện. Cứ luyện rồi sau này thành khỏi thói quen là nhìn từ chúng ta có thể biết được đâu là trọng âm. Và khi đã biết được trọng âm rồi thì chúng ta biết cái cách phát âm cho nó chuẩn là như thế nào. Như cả lần đọc theo số lần cuối cùng. Và về nhà nhiệm vụ các bạn thứ nhất là quay video về cách phát âm từ vựng của 38, 37 từ này. Nào, film, tie a film, comedy, documentary, fantasy, horror film, cartoon, science fiction, confusing, dull, boring, funny, enjoyable, interesting, frightening, scary, violent, gripping, moving, shocking, scene, messy, poster, review, content, survey, audience, series, wizard, director, actor, actress, star, amateur, role, leading role, acting. To check your understanding about how to pronounce and the stress of the word, now you do this exercise. Bây giờ để kiểm tra cái cách phát âm của các bạn cũng như trọng âm của từ, thì bây giờ mời các bạn làm bài tập xong. Sửa lại cho cô cái từ này. Chơi có một gì. Chơi có một tí.
Từ câu số 1 đến câu số 3 là phát âm. Từ câu số 4 đến câu số 5 là vị trí trọng âm khác. Vậy là khoanh tròn từ có cách phát âm khác và khoanh tròn từ có vị trí trọng âm khác. À, 5 câu chúng ta ghi cả đề nhé, ghi cả đề, khoanh rồi mới khoanh tròn. 5 câu chúng ta làm trong vòng 10 phút bắt đầu. Bây giờ 9 giờ 11 thì đến 9 giờ 21 là chúng ta kết thúc. Vậy vừa rồi chúng ta đã chữa xong cái phần kiểm tra, phần hiểu về từ vựng. Bây giờ ta sang phần tiếp theo. Bài tập thứ hai. Đó là hiểu về nội dung từ vựng. Lúc nãy là kiểm tra về cái cách đọc từ vựng và trọng âm từ vựng. Bây giờ ta sử dụng từ vựng này để điền vào chỗ trống của các câu để hiểu về cái nghĩa của từ vựng. Mời các bạn làm 6 câu này trong vòng 10 phút. Ta ghi câu rồi điền từ vào luôn, chứ không cần ghi đề lại thế này nữa. Điền các từ trong hộp vào chỗ trống sao cho thích hợp. Ghi cho các bạn cũng được rồi cô. Cái gì em? Ghi cho các bạn cũng được rồi cô. Không, chắc nó bạn cũng cả câu chứ. Hiểu câu từ trong nghiệm mà. À, từ từ trong ngữ cảnh mà. Bây giờ là 4-1. Cho các bạn mỗi câu 2 phút đi. Đến 5-3 là tất cả phải nộp bài rồi. À, chúng ta phải ghi cả D. Phải ghi cả D rồi gạch chấm hoặc khoanh tròn cũng được. Gạch chấm hoặc khoanh tròn từ mà đủ để hoàn thành câu. Có khi làm xong ta phải giải thích được tại sao. Tại sao mình lại chọn đáp án đó, dựa vào cái keyword nào trong bài hoặc là dựa vào cái sự hiểu nào của em thì mình làm bài đó. À, ta có mấy có điểm cả lớp. Hai. Hai. À, 2 con điểm à? Rồi 7 đã 1 rồi, 2 con điểm. À, bảo anh. Mười mười quá. 10, 10. Rồi, à, Văn Quyết. Mười mười quá. Hải Mười mười. Mười. Khánh Chí. Mười mười. À, Nguyễn Huyên. Dạ mười mười của. Cáo Trang. Dạ mười mười của. Lý Bình. Lý Bình 16. Rồi Khánh Tra 80 à. Rồi Hoàng Huệ 80. 80 à. À, Phương Thảo. 10 À, Kiện Văn 10 à. 10 của ạ. À, Cuộc Lắm. 10 10. À, Quang Đăng 16, ăn 16 rồi. 16. Đợt quýnh chị không có. À, Quỳnh Chí, Quang Đăng. 18 mất cô. À, 18. Quang Đăng là 16. À, Hoàng Phúc. Hoàng Phúc mười mày mười 10. mười Rồi, Phương Nguyễn. mười mười rồi Rồi. À, Nguyễn Hoài. 60 ạ. 60. À, Hiệu Thủy. Mười tặng 18. Nhật Sản. sáu. Mai Chí. 80 quá. 80 quá. Huyên Trang. 20. Huyên Trang 10-10 à? Dạ. Thùy Dương. 10 có. Thùy Dương, Phương Dũng. 80 rồi. Tuấn Kiệt. 80 rồi. Hoài Thương. 10 có. Bảo Lâm. 20 có. Ngọc Anh. 80 có.
Giáo phụ.20 rồi. Anh khóa. Anh khóa mày. Minh Châu. 20 rồi. Tuấn Anh. 16 của ạ. Trúng hiệu. Trúng hiệu mày. 40 cô ạ. Quynh Trâm. 80 ạ. Ok, time's up. Goodbye, see Goodbye teacher. you Goodbye again. teacher, see you again. Have a good weekend. Goodbye teacher. Ơi. Nói đi. Nói đi.